Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh youtube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cô đồng Trương Thị Hương nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh đúng nhận sai cái, làm mưa làm gió, nổi tiếng biết xem bói, tướng số chính xác. Tuy nhiên mới đây, cô đồng này đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi ép khách hàng dâng tiền lễ lên tới 180 triệu cùng lời hứa hẹn. Cô đồng Hương nổi tiếng với việc bói đúng về cuộc đời người khác là vậy. Nhưng rất tiếc, cô chẳng có thể bói cho cuộc đời của chính mình. Và ngày tàn cũng tới, cô đồng bồ cao ngày nào đã đến lúc phải lên trình diện công an. Cô đồng bồ cao đúng nhận sai cái, bị bắt về tội lừa đảo. Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thị xã Kinh Môn, Hải Dương quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hương, sinh năm 1986, chú phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chắc hẳn, cô đồng bồ cao cũng chẳng thể lương trước được, ngày tàn này lại đến với mình nhanh đến vậy. Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng cuối năm 2022, gia đình anh Ích gặp phải một số vấn đề khó khăn. Qua giới thiệu của một số người, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế cùng bà Vũ Thị Hát, sinh năm 1967, mẹ đẻ của anh Ích, đến nhà Trương Thị Hương, hay còn gọi là cô đồng bổ câu đúng nhận sai cái khi xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về khó khăn gia đình đang gặp phải sau một lúc chờ đợi, thì cũng đến lượt gia đình anh. khi Hương đọc tên một số người thân trong gia đình, anh ích thấy có một số người đọc chưa đúng tên, còn một số tên thì anh không xác minh được có đúng hay không vì họ hàng đều sinh sống xa. khi xem đến phần phong thủy, thì Hương nói rằng nhà anh đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá vận hạn của gia đình. Hương nói có bệnh thì vai tư phương. khi nghe nói vậy, anh ích và mẹ đẻ vô cùng lo lắng. sau đó họ đã hỏi Hương cách giải hạn. Lúc này Hương phán rằng Muốn giải quyết được thì anh ích và mẹ đẻ Phải làm lễ giải tiến hình Tức là phải có hình nhân thế mạng Dì cùng hoán số cho cả nhà Và làm lễ để phù hợp hướng nhà Và cúng bái bát hương Trong quá trình này đối tượng đã gợi ý Số tiền cần làm giá làm lễ Cầu bán được nhà, cầu bình an là 270 triệu đồng Anh ích trình bày Hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thì đối tượng giảm giá xuống còn 180 triệu đồng Trong lúc nói chuyện Đối tượng còn bảo anh nếu ai hỏi thì phải nói rằng làm lễ đóng tiền là 300 triệu đồng. Đối tượng đồng thời hứa hẹn sau khi làm lễ xong thì khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2012, gia đình anh sẽ bán được nhà. Nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Phần do hoàn cảnh, phần khác lại tin tưởng vào những lời Hương hứa hẹn. Theo yêu cầu của Hương, anh ích đã đặt cọc 15 triệu đồng. Trong đó có chuyển 10 triệu đồng qua tài khoản, từ tài khoản của bà Hát đến tài khoản của Hương. Số tiền còn lại anh đã đưa trực tiếp cho Hương. Đúng hẹn, anh Ích cùng với vợ mang 165 triệu đồng đến nhà Hương. Vào thời điểm vợ chồng anh giao tiền, có cả người giúp việc của Hương cũng ngồi đếm tiền. Sau khi nhận tiền, Hương hẹn anh Ích vào chiều ngày 9 tháng 12 sẽ cùng Hương đi đến một ngôi đền ở tỉnh Lạng Sơn cúng lễ. Tới chiều ngày 9 tháng 12, anh Ích cùng mẹ đẻ Hương và một số người giúp việc thuê xe ô tô đến một ngôi đền ở tỉnh Lạng Sơn có lễ kéo dài đến sáng ngày hôm sau thì xong. Sau đó, anh ích chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà như lời hứa hẹn của Hương, nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hương. Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các chứng cứ thu thập được, ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong ngày 4 tháng 8 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hương về hành vi phạm tội trên. Được biết trước đó, vào ngày 9 tháng 2, Công an Thị xã Kinh Môn xử lý hành chính Hương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm mô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Theo Điều 101, khoản 1, điểm B, Nghị định số 15-2020, mức phạt là 7,5 triệu đồng vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi vi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô đồng đúng nhận sai cái. Tuy nhiên, trước đây, chính quyền đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhiều lần về các đối tượng bó toán trong đó có cô đồng hương. Vậy nhưng mặc pháp luật, người này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua thần bán quỷ để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người tìm đến xem bói. Bói toán chỉ là cách thức để tìm đến sự yên tâm trong nội tâm con người, không nên phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối vào hình thức này. Tranh dẫn tới những hậu quả bị lừa đảo đáng tiếc như sự việc trên. Trên đúng nhận sai cãi viral một thời của cô đồng trương thị hương. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, cô đồng trương thị hương vướng phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận trong việc xem bói toán, nhưng điều này lại khiến cô đồng thu thêm nhiều khách hàng tìm đến. và đặc biệt, hành động bổ câu cùng câu nói đúng nhận sai cãi viral được các bạn trẻ câu vừa lại khiến nhiều người thích thú, mang tính giải trí cao. Tuy nhiên bên trong gọi là cái vui vẻ này, các chuyên gia đã nhận định những chiêu thức dẫn dụ của các cô đồng, bà cốt đằng sau các clip triệu view. Cùng từ đúng nhận sai cái xuất phát từ những clip tiktok của một người phụ nữ là cô đồng Trương Thị Hương. Tuy hoạt động trên mạng xã hội đã lâu, nhưng thời gian gần đây, cô đồng này mới nổi lên như một hiện tượng mạng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ câu. Điều đặc biệt, cứ sau mỗi lời phán, cô đồng đều kèm cụm từ đúng nhận sai cãi cô gái hay đúng nhận sai cãi. Nhiều lời cô đồng này phán rất chắc nịch về những điều gần như hiển nhiên và mang tính chất chung chung như Đời không lo chết đói, làm đủ ăn đủ mặc, cứ chết mai ra kia vớ được cái cọc, có người chôn cất cho không phải lo. Cuộc đời anh vào sinh ra tử, chưa đi sống lại cũng có rồi, không có các cụ nhà mình đỡ cho thì. Bản số tử vi cung mệnh của chị cho thấy, trong nhà công to việc lớn, việc gì cũng đến tay, trong đời sống vợ chồng thì có xô vỡ, đôi khi khóc đêm một mình không ai thấu hiểu. Câu nói đúng nhận sai cãi của cô đồng bồ câu đã viral chóng mặt trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài. Cư dân mạng đua nhau câu vừa lại, phong cách phán chuyện với những video cực hài hước. Rất nhiều clip đăng tải trên TikTok được các bạn trẻ câu vừa lại với nhiều hình thức như bổ các loại quả như mít, sầu riêng, dừa, táo ra đời. Những clip này mang phong cách tấu hài khiến nhiều dân mạng thích thú, cười ngất. Không chỉ là các bạn trẻ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bắt chước trào lưu đốm nhận sai cái với các video gây cười, thu hút cả triệu lượt xem, như video của hot tiktoker Long Chun, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã nhanh tay bắt chước trend và thu về không ít tim cho sự sáng tạo này. Tuy nhiên vui vẻ là vậy, những hình thức bói toán này tiềm tàng bên trong đó nhiều chiêu thức dẫn dụ. Đứng trước những clip hot trend xuất phát từ cô đồng này, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học đã có những nhận định cho hành vi này. Theo chuyên gia lý giải, nguyên nhân khiến nhiều người dễ bị cuốn vào các trò lừa bịp vô căn cứ trên. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho biết, nhìn nhận từ góc độ tâm lý, vì chuyên gia phân tích, trong cuộc sống, tinh thần mỗi người đều dễ bị tác động bởi những yếu tố tích cực và tiêu cực. Trong thâm tâm, ai cũng mong muốn bản thân sẽ gặp những điều tốt đẹp. Vì vậy, khi biết được sẽ có những chuyện không hay, không tốt sẽ xảy ra trong tương lai, tâm lý chung sẽ nghĩ đến việc tìm cách khắc phục nắm bắt được tâm lý đó nhiều đối tượng đã tìm cách lợi dụng để trục lợi làm giàu cho bản thân họ đưa ra những chiêu thức khác nhau các chiêu thức này mang tính mơ hồ phỏng đoán đánh vào sự hoang mang của mỗi người ngoài ra họ tự cho mình có khả năng đặc biệt để người ta tin và nghe theo mình từ sự tin tưởng đó dẫn dụ người xem đến các hành vi khác để khắc phục giải hạn chuyên gia nhấn mạnh Tuy nhiên, những cách khóa giải mà các cô đồng, bà cốt đưa ra không có cách nào là miễn phí. Nếu không có lợi thì không ai dành thời gian ngồi làm những việc đó cả. Đi đến của họ là kiếm được tài sản có lợi cho mình. Càng nhiều người tin, càng nhiều người tham gia chia sẻ thì các đối tượng này càng có lợi. Cũng theo ông tin, mạng sội ngày càng phát triển mạnh nên những cô đồng, bà cốt, tự xưng đã triệt để khai thác thế mạnh công nghệ để đưa ra các phương thức tác động tới người xem mọi lúc mọi nơi. Phó giáo sư chỉ ra chiêu thức dẫn dụ của các đối tượng giống như cô đồng hương. Có thể mỗi người xem chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ, nhưng nếu hàng nghìn, hàng triệu người cùng tham gia giải hạn, thì số tiền các đối tượng thu về rất lớn vì mạng xã hội là kết nối không giới hạn, bao nhiêu người tham gia cũng được. Ngoài ra, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định, hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo, điều này điều kia dưới góc độ thần thánh đã tồn tại hàng nghìn năm qua. Tuy nhiên, hành động này khiến con người, nhất là thế hệ trẻ, mất niềm tin vào chính mình mà bấu víu vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Thậm chí, mỗi lời nói của cô đồng cũng dễ khiến đẩy con người vào bờ vực bi quan. Trong vụ việc lần này, bị hại đã nêu rõ những hành vi lừa đảo của cô đồng bổ cao Trương Thị Hương. Việc lừa đảo, mua thần bán thánh, lợi dụng lòng tin điểm yếu của khách hàng để lừa chiếm lấy số tiền gần 200 triệu đồng. Cô đồng bộ cao Trương Thị Hương dường như đã tới ngày tàn của mình. Đồng thời, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng, cần phải có mức xử phạt phù hợp để dân đe hành vi bói toán, mê tín dị đoan, cũng như dân đe những trường hợp tương tự khác. Thưa quý vị, có thể thấy rằng trong vụ việc này, bị hại đã dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình, như vạch trần âm mưu lừa đảo, mê tín dị đoan của cô đồng Trương Thị Hương. Tuy nhiên, chắc hẳn đây không phải là trường hợp đầu tiên bị lừa đảo. Không biết rằng trước đó đã có bao nhiêu người là nạn nhân của cô đồng bồ cao này. Liệu cô đồng hương sẽ phải chịu mức xử phạt nào của pháp luật? Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.